định kế hoạch là một năm về một lần hay là mấy năm về một lần hay là... Định một năm về một lần ạ. Tại vì bố bảo là thôi nhìn mẹ dưng dưng hay chắc phải một năm. Rồi lại xem cả bên ấy mình canh cái giá máy bay, về máy bay. Có thể là bố mẹ sang nữa. Ừ đúng rồi. Thực ra là bố mẹ em cũng sang nữa. Tại vì bố em trong quân đội. Mẹ em thì tiếng Anh... Quân đội thì không được đi à? Ra khỏi ngoài Việt Nam. Ô thế à? Vâng, trừ phi đi công tác là cấp trên chỉ định phải đi thì đi đó. Còn xin đi du lịch hay là đi thăm thân thì đều không được. Đây có đường chỉ đứng dừng ở đây. Còn mẹ, nghĩa là em chứng minh tài chính theo kiểu diện là sinh viên nghèo để em xin được học bổng. À à. Nên là do nên là mẹ em mà có tiền sang bên kia du lịch là nó sẽ bắt đấy. À. Ở đây nhá, cho nó quen thuộc, hy vọng là nó cứ ở mãi cái hàng này, nó cứ nằm ở đây mãi để nhà mình cứ đi đi lại lại thành cái địa điểm. Khách nó tụt tát, chứ nó mà ế nó sập tiệm ngay. Cơ sở khác rồi, quen. Hai Bà Trưng thấy đông khách lắm. Ừ đúng rồi, cơ sở Hai Bà Trưng đông mà. Nhưng mình ít khi đến đấy nhỉ. Cơ sở Hai Bà Trưng nó cũng chưa bao giờ đến đấy nhỉ. Cơ sở Hai Bà Trưng nó cũng nhiều chương trình khuyến mại nữa. Thầy nó con ra là rồi, bởi vì một sự đổ sát. Sát thì nó sẽ khó. Cứ ra đi, ra đi, ra đi sau một lùm. Mùa thu nó phải có cái mùi hoa sữa. Hoa sữa.